Chạy các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda CL300 2023 chính thức ra mắt thị trường với một động cơ đủ dùng, thiết kế lãng tử. Cái mẫu Honda CL300 2023 được thiết kế ngoại hình mạnh mẽ, phù hợp với những cái chuyến đi cực kỳ thú vị. Mới đây, Honda Sandero, liên danh Honda tại Trung Quốc, đã giới thiệu một cái chiếc Rambler hoàn toàn mới CL300 2023. Đây cũng là cái chiếc Honda CL300 đầu tiên trên thế giới. Trước đó hãng này cũng đã giới thiệu phiên bản CL500 2023 trong cuộc triển lãm ISMA 2022, hoặc là phiên bản CL210 cũng đã được bán ra thị trường của châu Âu. DNA thiết kế của chiếc CL300 2023 không khác biệt gì so với những người anh em của mình. Tuy nhiên, nó có khác biệt về mặt động cơ. Cụ thể, chiếc xe trang bị cho mình động cơ Xander, dung tích thật là 286cc. Nó được sinh ra cái công suất là 26 mã lực, đạt được tốc độ tối đa lên tới là 125,5 km/h. Bên cạnh đó, cái chiếc Honda CL300 2023 nó được trang bị cho mình bộ mâm 19 inch phía trước và phía sau là 17 inch. Bình xăng được thiết kế hình giọt lệ, trong khi phần yên xe bánh mì kéo dài mang tính một cái tư thế ngồi lái rất thoải mái và có trở nên là thêm một cái người ngồi phía sau. Cái chiếc CL300 2023 có cái phần ống xả quắt cao cũng là chi tiết tại điểm nhấn và một cái sự cá tính dành cho người chủ. Cái phần độ cao yên dừng ở mức là 790mm và một cái khoảng sáng cầm 165mm tạo ra cái sự linh hoạt di chuyển trên rất nhiều địa hình. Ngoài ra, cái chiếc Honda CL300 2023 còn trang bị cho mình hệ thống chiếu sáng công nghệ đường LED, đồng hồ thì LCD. Chiếc xe còn trang bị cái giảm sóc bọc cao su đặc trưng dành cho phía trước, trong khi phía sau là cái giảm sóc lò xo đôi. Cái chiếc Honda CL300 2023 được trang bị cho mình phanh đĩa trước và sau, có thêm hệ thống phanh ABS kinh đôi rất an toàn. Hiện tại thì Honda CL300 2023 vừa mới ra mắt thị trường Trung Quốc nên chưa được phía hãng Honda công bố mức giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết. Ngoài ra, ngoài thị trường Trung Quốc thì cái chiếc Honda CL300 2023 không biết có được phân phối những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á hay không. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.